người đợi em tí nhá, xong game này thì em reset lại Google nhá. Nó bắt đăng nhập lại là sai, không biết nữa. Con đứa chả tìm việc gì làm, suốt ngày chơi game mà. Anh cổ hủ thế. Chơi game bây giờ nó là làm việc mà. Buồn vệ sinh nhưng sợ ma quá. Ngày xưa chị cũng bị sợ đấy. Ngày xưa chị còn hay kiểu xem mấy phim hàm cá mập các thứ nhá. Xong chị đi vệ sinh chị còn mở cửa, chị đạp cửa vệ sinh ra đến uỳnh một cái. Kiểu chị tưởng tượng nhé, biết từ chị tưởng tượng gì. Chị tưởng tượng là có con cá mập mẹ nó, nó ở đằng sau cửa nhà vệ sinh ạ. Ngày xưa hồi bé ngày hay sợ mấy cái đấy. Mọi người hồi học cấp 2 vẫn sợ mấy cái đấy thôi. Mây ngày xưa thích xem mấy phim cá mập rồi mấy phim khủng long kinh khủng. Nó xem xong sợ. Kiểu bị ảo giác ấy. Tấn công xe giá. Chú ý xe giá. Cần hỗ trợ. Tấn công xe giá. Your team has destroyed a tower. Chiều cuối chưa hồi. Đánh ông mây qua. An enemy has been defeated. Ngu rát rồi. Cần hỗ trợ. À, không có chị Google, mày không đọc được comment mọi người. Bị kiểu thiếu thiếu ấy em ạ. Chú ý rồi. Chú ý rồi. Bắt Murat này. Cần hỗ trợ.